xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Ngày hôm nay, thời tiết Nam Bộ giảm nóng nhờ có những khoảng mây che phủ. Và trong đó ở miền Tây, mây nhiều hơn, có gió nên không khí cũng trở nên thoáng đãng hơn. Khả năng là đêm nay, Nam Bộ có thể xuất hiện mưa trái mùa và lượng mưa thì chỉ khoảng 1/3 diện tích khu vực, tập trung ở những nơi như là Bình Phước, Đồng Nai, Kiên Giang, Cà Mau. Và quý vị chúng ta lưu ý đề phòng trong mưa dông rất dễ tiềm ẩn lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm. Còn ngày mai thì trời nắng sẽ đang xen mây, nắng nóng có khả năng chỉ xảy ra cục bộ ở một vài khu vực như là Biên Hòa, Châu Đốc với mức nhiệt là 35 độ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh và những nơi khác thì nhiệt độ sẽ phổ biến dao động trong khoảng là từ 30 cho đến 34 độ. Và sau đó đến thứ Sáu, Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nắng nóng sẽ gia tăng trở lại và nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng lên mức đó là 35 độ như mức nhiệt quý vị thấy trên màn hình, và đến thứ Bảy thì sẽ là 36 độ. Tiếp theo chúng tôi xin được chuyển sang thông tin thời tiết trên biển. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang, ra đến ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ có mưa vài nơi. Ngày mai trời nắng, gió nhẹ, biển êm và tầm nhìn xa là trên 10 km. Đến đây chúng tôi xin được khép lại bản tin dự báo thời tiết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.